Với một chai thiên lôi như thế này là dung tích là 1 lít. Nước ở bên trong chai là có màu đỏ sẫm và rất là đặc, đặc như siro. Thuốc diệt cỏ thiên lôi là không có mùi. Với dung tích là 1 lít, nhưng khi mà các bác đã cân lên ấy, thì lúc nào cũng được 1 cân 2 đến 1 cân 3. Thì điều đấy chứng tỏ là thuốc thiên lôi rất là đậm đặc. Đây là một trong những dòng thuốc thế hệ mới do công ty Kinh Bắc vừa mới nghiên cứu ra. Thuốc diệt cỏ thiên lôi có nguồn gốc sinh học là glufosinate nên rất an toàn cho đất cũng như là cây trồng. Bằng chứng là khi các bác phun thuốc diệt cỏ thiên lôi ấy, thì chỉ 5 đến 7 ngày là các bác có thể gieo hạt và lấy mầm bình thường. Các bác dùng cái thuốc diệt cỏ thiên lôi dùng lâu cũng không gây thoái hóa cho đất. Với một chai diệt cỏ thiên lôi thì bà con có thể pha được cho là 6 đến 9 bình 20 lít như thế này. Ở trên mỗi nắp chai này vừa là nắp đậy và cũng là vừa là nắp đong. Vạch chia dung tích là 100 ml, và trên tất cả các chai thiên lôi của công ty Kinh Bắc đều có mang bọc để đảm bảo chai khi vận chuyển tới nhà các bác được an toàn nhất. Trên thân chai diệt cỏ thiên lôi thì luôn có đầy đủ thông tin công ty cũng như là hướng dẫn sử dụng được in ở trên thân chai. Để đặt hàng chính hãng, các bác có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận, nút tìm hiểu thêm góc dưới bên phải, hoặc liên hệ với hotline trên màn hình sẽ có chuyên viên bên em tư vấn miễn phí.